Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ đọc truyện Cái Bình Hoa. Xin mời các bạn lắng nghe câu chuyện Cái Bình Hoa. Hồi ấy, Vova mới lên 8 tuổi, rất hay đùa nghịch. Một hôm, Vova theo mẹ đến nhà cô chơi. Ở nhà cô có rất nhiều trẻ em cùng Vova chơi đùa vui vẻ. Vova vô ý xô vào bình hoa, làm bình hoa rơi xuống đất. Khi nghe tiếng choang, cô chạy vào thấy bình hoa đã vỡ. Cô hỏi các cháu, cháu nào đã làm vỡ bình hoa? Các cháu thưa, không phải cháu, không phải cháu. 3 tháng rồi, không ai còn nhớ cái chuyện của bình hoa đã vỡ. Một đêm, thấy Vova vẫn còn thao thức, mẹ liền hỏi, sao con không ngủ? Vova òa khóc và kể hết câu chuyện cho mẹ. Mẹ an ủi Vova, ngày mai con viết thư và nhận lỗi với cô, cô sẽ tha thứ cho con. Mấy ngày sau, Vova nhận được thư của cô viết.